Xin chào tất cả anh em, mình là Mobile Việt. Vâng, hôm nay mình sẽ trở lại đấu tranh việc liên quan Mobile Việt Nam. Thì do mấy hôm trước là tướng mới rồi hướng dẫn anh em bản test các kiểu thì mấy hôm rồi, một tuần rồi không đấu tranh. Hồi trước này mình thử đánh con KDC, vừa đọc comment thì thấy một anh em nào mấy anh em bảo mình chơi KDC rồi. Thì trận này mình sẽ dùng KDC và leo danh cao thủ. Và mình sẽ để cái cách tiến đồ của mình ở trận đấu này cho anh em gọi là tham khảo luôn. Thì theo mình đây là cách tiến đồ khá chuẩn của KDC. Và trận này sẽ dùng KDC công chúa bướm. Đội hình thì khá là ok rồi khi có Toro và Oma. Rồi đội hình team bạn thì khả năng khống chế thì kém hơn team mình ở vị trí Triệu Vân. Nhưng mà Triệu Vân team bạn là thông thạo S rồi, chắc là thanh niên này cầm Triệu Vân khá là chắc tay đây. Cầm tốc hành thì chắc là giới chiến thuật là đẩy nhà trộm rồi. Nhìn cầm vàng bổ trợ thì đã biết được cái ý đồ của thanh niên này rồi. Rồi trận này sẽ đi VS với Natalia. Và hôm nay mình vẫn leo danh cái league trao kit, bởi vì cái league của mình thì đã cho đứa em mình chơi rồi. Còn league trao kit này thì mình và bạn trao kit chơi. Nói chung bây giờ league của mình không quan trọng lắm. Rồi mình thích làm tướng nào thì mình nghĩ trong đầu làm tướng nào thì mình sẽ vào mình chơi tướng đấy thôi. Rồi đánh KDC, cứ farm quái thật là nhanh. Lên level sớm để có thể đi hỗ trợ anh em, đẩy tường thật là nhanh, có thể đảo đường đi gank. Bởi vì đang tranh nhau bùa đỏ kìa. Rồi Triệu Vân team bạn farm xong và đảo lên rất là sớm. Đấy chính là lối đánh của cao thủ, họ farm rất nhanh và đảo lên đi hỗ trợ. Rồi một pha làm choáng trúng cả ba của mình. Rồi Lagrot nhảy nỗi rồi. Rồi chết hai mạng team bạn rồi. Rồi xong rồi té thôi. Rồi ăn luôn cái mạng con này. Ôi xong ông Nagrod ông ấy tụt máu kinh thế nhở. Còn một cục máu to tướng mà bị giết. Ủa AD thì bạn bắn rất đau. Thôi xong mình rồi. Còn một hit nữa thôi. Một cái lăn lộn nữa là mình nhằm xuống rồi. Không thể chạy được pha đấy. Pha đấy còn mà có làm choáng nữa thì có khả năng chạy được nhưng mà hết mana rồi. Nagrod của đấy nhảy nỗi quá, nhảy trúng làm choáng của đấy là nó chết hết cả ba thằng rồi. Rồi Nagrod thì mình đang hiện tại là bị thọt một chút. Rồi, vậy bây giờ là cố gắng farm thật nhanh để đi lên gank. Lên level 4 càng sớm càng tốt. Trận này thì Triệu Vân team bạn có khả năng là đảo đường rất là kinh. Rồi, hai bạn ở dưới đang gank hụt rồi. Bây giờ mình sẽ lên gank phía trên. Rồi sẽ bắt con Violet thì bạn. Bắt được không? Trời ơi vướng cái thằng béo. Nó chạy sát tường chạy rất hay. Còn thằng Triệu Vân thì bạn di chuyển rất nhanh đã lên hỗ trợ rồi. Đánh rất hay. Đã chạy lên hỗ trợ từ ở dưới lên lúc nào không biết. Rừng thì bạn không thấy đâu. Rừng thì bạn đang ăn rồng rồi. Ăn gần xong con rồng rồi. Cái hay không? Ủa hơi chậm được một bước rồi. Rồi, té đi. AD té đi. Không chết đứa nào.
thì bạn vẫn còn rất nhiều máu té thôi. Một pha không thành công và nói chung là mất một dầu, nhưng mà mạng thì là 1-1 thôi. Nhưng mà Oma thì đã đẩy được cái trụ rồi. Tính ra pha đấy thì cũng không lỗ. Gọi là cân bằng nhau thôi. Vì một trụ thì cũng được khá nhiều kinh nghiệm và còn lên được level nữa. À, được 1120 vàng nữa. Nhiều vàng hơn ăn rồng. Rồi mình tiếp tục ganh. Lần này bắt chết con AD nó. Này, hụt nữa đi. Hụt nữa đi. Rồi mày chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chết thằng AD rồi, chết luôn con béo. Các bạn có thể thấy mình cầm Chrissy, mình gọi là đảo ganh liên tục hỗ trợ đồng đội. Còn Natalia thì bạn thì nói chung là vẫn ở mid farm nhỉ. Nhưng mà được cái là team bạn của Triệu Vân cũng đảo lên cũng rất là kinh khủng. Và trận này thì chiến thuật đẩy đường của Triệu Vân coi như là không thành công. Bởi vì Orma team mình thì có chơi chiến thuật là ôm đường rồi. Không hề rời khỏi đường một chút nào. Rồi từ từ nhá. Rồi. Cấu gì được khá nhiều máu team bạn. Rồi các bạn thấy khả năng cấu rỉa máu của Kirishi này vô cùng tốt. Và tầm cấu rỉa thì khá là xa. Kéo thế nào được. Kéo thế nào. Thằng Natalia đi nỗi này. Chết luôn. Chỉ một pha đi lỗi thôi là lên bảng rồi. Rồi cẩn thận không béo nó kéo vào trụ. Kirishi là một tướng có khả năng gank rất tốt và khống chế cũng khá là tốt. Bởi vì chiêu 2 của nó khống chế tập thể khá là diện rộng. Rồi tập trung ăn rồng. Tập trung ăn rồng qua này, mình hết mana rồi. Ăn rồng thôi. Orma lại bị bắt rồi. Thôi thanh niên Orma đã bút gần xong cái trụ thứ hai của team bạn ở đường dưới rồi. Hết mana. Rất đau. Đừng để nó KS. Rồi mình không dùng chiêu 2 mà nó mất hồi chiêu lại, bó chiếu luôn. À, một pha double kill rồi. Wow, kéo chuẩn xác. Hết mana là rất là khó chịu. Thanh niên Triệu Vân và béo thì gọi là nhảy trên không liên tục. Hồi trận này mình hỗ trợ hơi nhiều đấy. 11 mạng của team thì mình hỗ trợ 7 ăn 4 rồi. Trận này Natalia team bạn chẳng hề đi ganh tí nào. Cứ ôm đường thôi. Và đẩy xong cái trụ rồi. Ngang cơ với Orma team mình. Như vậy lượng tiền của Orma và Natalia thì khá là nhiều. Này, hổ báo luôn, béo. Rồi, là Lagrot tìm bạn bay rất là như siêu nhân luôn. Ở Orma đang di chuyển xuống. Đang di chuyển ra rồi. Lỗi rồi bạn ơi, mất một nhịp rồi, nuôi. Nuôi ngang. Mình thích di chuyển ngang. Rồi, làm choáng. Rất hay. Chết hết đi. Chết hết rồi, ba đứa chết rồi. Rồi, đã lên được món đồ thứ hai. Đó chính là cái trượng băng. Nên trượng băng sẽ tăng khả năng khống chế khi Kirishi cấu rỉa. Rồi các bạn đi đâu vậy? Bỏ tay tập trung vút đường giữa mà sao lại. Ông thì về đi farm, ông thì chạy ra phá cái trụ không có lính. Kệ thằng Triệu Vân thôi. Ăn trụ nào. Cản nó ăn trụ. Thôi xong. Ôi trụ bắn mình. Thôi làm xuống rồi.
thật cái tim anh em. Thôi, có khi lại thua đấy. Đang 14-8 rồi, đang hơn trụ rồi mà thua. Rồi ông ma chắc chắn được đẩy được cái trụ 2 rồi. Ông bó không biết ông đấy đi. Nói chung là pha đấy anh em ba bạn mình là Nacross và Violet thì còn một tư tưởng nó rất chuẩn, nó là đẩy đường thẳng là ăn được cái trụ rồi. Thì bạn Toro thì lại có tư tưởng khác, đó là đẩy đẩy cái trụ mà gần một tí máu thôi, mà trụ đường 2 thì không quan trọng bằng trụ thứ 3 được. Rồi mình bắt thằng béo mà chạy đâu? Chạy đâu béo ơi, béo kéo gì đấy béo ơi. Chạy vùng quanh béo rất khó chịu. Nói chung là trận này thì không mạng nào của team thiếu mình cả. Rồi không trúng được thằng Nacross rồi, nó nhảy rất nhanh. Lên đi, bắt thằng Natalia này. Ôi dồi ôi, chạy về làm gì Nacross ơi. Ôi dồi ôi, xong mình rồi. Úi dồi ôi, úi múa gì đấy. Đẩy, đuổi đi, đuổi theo anh đi. Nào, đuổi nó đi. Chết luôn thằng Violet rồi. Này thì đuổi lại. Anh còn mana thì nó khác, cứ hết mana nhá. Tầm chiếm 2 cũng khá là xa đấy. Chớ có dại mà đuổi theo KTC. Bởi sau khi sử dụng kỹ năng thì KTC được sử dụng kỹ năng trúng mục tiêu thì KTC được tăng tốc độ chạy. Cái nội tại này thì giúp KTC cơ động hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ đẩy đường giữa đi. Trời ơi, cái đường dưới đấy quái cạn, quái là thấp, thế làm sao đẩy được. Đẩy đi, thôi xong mình rồi, bị béo nó hút rồi. Biểu bạn bỏ mà di chuyển kiểu gì không biết. Mà ông support, ông toàn đi nẻ đâu không đâu không ý. Không có ma nữa. Chế thật, hai lần rồi. Giết được mạng tìm mạng rồi thì cơ hội đẩy đường rõ rệt rệt như thế mà không thấy được. Tư duy chuyến thuật kiểu gì không biết. Kỹ năng thì rất tốt nhưng mà tư duy chuyến thuật thì có hạn chế. Rồi là Nacross thôi, đi tập trung nào. Thì mình có khả năng khống chế tốt hơn đi chung thì thắng luôn rồi. Khả năng khống chế tốt từ bò và ông ma hơn hẳn Triệu Vân. Rồi Triệu Vân đi nẻ kìa. Giết luôn bọn này. Giết luôn bốn thằng này. Quá là có đót mình. Ui. Chết chưa. Rất tỉnh đến từ là có đót và Violet thì mình đánh rất tốt. Rồi về mình sẽ nhiệm vụ là phòng thủ và các bạn sẽ đẩy đường. Một pha gọi là 4 đánh 3 thì chắc chắn là thắng rồi. Rồi, rất hay. Thôi đẩy thẳng đi, rồi còn chạy về làm gì. Violet ơi lên đi. Tất cả đều lên. Rồi, Diệu Vân tưởng nó lốc đây. Nó đang phù về, đứng đâu nó phù về đấy. Nhưng mà chắc chắn là không kịp rồi. Nát nhà rồi. Ở trận này chắc chắn mình MVP rồi. Ok, và video của mình đến đây là hết rồi. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.